<laughs> quay nốt xong rồi cho cho các bạn nghỉ các cái hàng này thì thì để cái thủy nó ấy sau nhá cái hàng trồng này này nó cũng thoát thân cũng thân cũng rất là đẹp đây này như những cây này à, nhưng nó buộc lên để tí à rồi nó ấy đấy mà à, tôi tôi chỉ ấn tượng cái bọn to này nói chung là nói chuyện với các bạn mà 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 những cái bạn thu nhập thấp thì thực ra là cũng vui mấy cái thứ hai là biết mình ở trong đó những cái năm năm trước này hai cái này thì quay rõ rồi nha Đi xuống đây thì thằng cu em bảo là tôi có bảo là cái dưới này thì có bán không thì nó bảo có bán. Em bảo với chị thủy rồi đấy thì nó mình cũng có trách nhiệm mình mình xuống đây mình quay, cái này to. Rồi ở đây thì uh, nếu mà các bạn chọn 10 cây thì chắc cái thủy nó sẽ bán cho mọi người 15 triệu một cây. Nó lấy từ 10 cây. Thế còn nếu mà một đôi là cũng không bán. Thì uh, cái thủy nó phải uh, phải phải uh, lấy luôn uh, 10 cây, nó tách riêng ra thì lúc ấy không phải 15 nữa. Mà đấy là báo giá 15 triệu một cây thì các bạn phải lấy từ 10 cây đây. Còn chả biết là đắt rẻ thế nào thì nhưng mà so với cây kia nó cũng không khá, không khác hơn. Thì chọn thì tới đây này, từ những cây như này. Cái này 15 triệu thì cảm giác hơi đắt. <laughs> Để xem xem là có lấy được 10 cây hay không. Đấy. biết đắt rẻ gì nhưng mà cảm giác cây này thì nó nó hơi hơi ấy đấy. Cái này kiểu cái thân nó không được tròn này Để, để tôi cho cả mọi người nha Đấy là giá sơ qua đấy giá sơ qua đấy Còn cây nào cũng được như một đôi kia thì nói chung là Tôi tưởng thằng Quy em nó bán cho một hai cây như này này Đấy là ba bốn cây dọc này này Không khác gì cây kia Cây cây kia còn đẹp hơn em đứng này. Ừ. Mẹ cây này còn đẹp hơn cây kia Ừ quá đẹp luôn Cây này này Không khác gì cây kia nhưng mà đấy là tùy theo các bạn có có alo Show không nhưng mà cái loại này thì nếu mà nói thật ra bốn cây dọc lên này này bốn cây dọc cây kia cũng đẹp này cây thứ ba cũng đẹp thân nó rất đẹp chơi mọc có phải là người ta chơi mỗi ấy đầu chơi mỗi hương hoa đầu người ta sẽ chơi cả răm chi tán cành Lây tôi nhìn những bọn này mà cái lây mà bé bé thì không nói làm gì mà cái lây kia nói thật ra là thân nó chỉ bằng ngón tay thôi nhưng mình vẫn thích mình vẫn thích mà như anh em chúng nó như kể kể như anh phương là không 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 bán chốt ba tay <laughs> chốt ba tay cây cây này đẹp cây này thân nó đẹp cây này không khác gì cái cây kia còn đôi khi cái giá thì nói thật ra là nếu mà bán từ 10 cây mà cho thợ ấy thì 15 triệu một cây thì đấy là 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 các ông xem ra nó có hợp lý hay không Và anh nó cũng hai mấy thằng cu em cũng đo rồi tôi định đo nhưng mà cảm giác xuống đây mà để chọn 10 15 cây mà nó đều đều như này thì là được nhưng mà đến đây ba bốn cây này cây này cũng đẹp còn các cây này thì cảm giác cái thân nó mình cũng không ưng lắm không ưng lắm đây để thử đo nha đây chỉ ba bốn cây này này ừ, thằng quý em nó bảo là có khách trả một đôi mấy thế nọ thế kia rồi giá cao nhưng mà cũng không bán đây đây là những cây ba cây này là ba cây đẹp đấy ngồi ra kia thì cũng đo đo cả cây đẹp và cây xấu nữa thoát đây có năm tám thôi vành gốc Nây nó quá đẹp luôn Không có vết tật luôn Vành 20 Đấy cùng là vành 20 nha Các bạn sẽ đăng lên nhóm là tầm Hoặc là các bạn cũng sẽ bảo với các mọi người xem ấy Là cùng là vành 20 Nhưng mà ờ, tao bán có 5 triệu hay 4 triệu ấy Nhưng mà thân đây nó có được như này đâu Thằng em quầy vương xem đấy Thì anh uh, em quầy vương nó bảo với tôi là Là anh ơi nhà này bán cái loại mộc này theo em là được thế là là tôi mới bảo luôn là của nhà anh Huyền Lực của nhà Huyền Lực à, tại vì tôi nhìn tôi biết mà thế là là thằng cu em nó bảo là cái loại này em trả người ta 13 triệu người ta vẫn cho địa chỉ anh 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 nên lấy loại này nếu bán thì chắc là bán được cái tùy nó bán sáu chục hôm qua hôm kia đây hôm qua hôm kia nó phát trên này đây <laughs> em trả người ta 13 triệu người ta vẫn cho địa chỉ Đấy cho nên là đôi khi là bọn tôi ở đây thì nói thật ra cây ở đâu ở chỗ nào là bọn tôi biết Nhưng mà giá thì nói chung là nếu mà như kiểu anh em mà mà thu nhập nó chưa cao ấy Thì thì mấy cả nói chung cũng không có thị trường Còn bọn tôi ở trong giới này thì bọn tôi biết Biết giá nó như thế Còn à, ví dụ như của ông Vĩ ông ấy báo thì mẹ toàn bảy chục mấy các thứ Nhưng mà tôi tôi cũng không ứng nắm bằng cái bọn này Thật nhìn cái, cái chơi mọc hương này, nó chơi từ nước ra từ thân từ bóng từ tán đầy quay rồi cái này đẹp như cái cây kia luôn còn tùy đấy là mọi người mua thì mua chứ còn tôi cũng chỉ báo công khai thế thôi chứ còn giá thì nói chung là nếu không mua của tôi thì mua của ai cũng được chứ những cái thủy thì nói chung là nó là đàn bà thì nó chỉ thế thôi chứ còn bây giờ nó vào cái nô này nó cũng khó à. các cái nô như này mà lấy 10 cây là là xong rồi ví dụ như là hơn chục triệu hơn chục triệu xong rồi uh, xong rồi tách nẻ ra thì nó khó lắm cho nên đây là quay là cái, cái loại này là lô lô 10 cây xong rồi nói tâm sự về mộc hương thằng em quầy vương nó đang xem thì nó bảo là <laughs> loại ấy là vanh hôm mới là không đo nhưng mà hình như vanh gốc là 28 thân nó đi khá rất là đẹp cây của mọi người khác ví dụ ngay cái đầu dốc uh, phụng công xuống ấy có cái chị gì chị bán này bán cái cây ý là cây bảy chục này thằng em quầy vương xuống bảo là <laughs> Còn đôi khi là trên hội nó rất là nhá nhem Trên hội nhóm với các thứ rất là nhá nhem Nừa đảo cũng nhiều Nhưng mà để mấy Còn đôi khi nó thật ra là có những người mà các bạn Thông minh các bạn ở trong giới thì các bạn biết Các bạn biết Là cái giá trị thứ nhất là các bạn ở trong giới Thì các bạn biết giá trị định giá được cây Mà đôi khi nó cũng chả cần định giá Tất cả các cái trò đời mà mà Từ trước đến nay vẫn có cái tiêu chuẩn Tại sao mà nan đột biến với các thứ nó vẫn 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 tồn tại những cái thương vụ như vậy? Là tại vì người ta hy vọng là lấy những cây 15 triệu Người ta về người ta bán luôn được 17 triệu Hoặc là bán được 20 triệu Thì người ta đầu tư thôi Lan đột biến với các cái trò đa cấp là như thế này Người ta còn tự nhiên Ví dụ như có các loại mà Ví dụ như em Quài Vương em không mua là Nếu em mua về chơi thì thì, ví dụ cây cái thủy nó bán 60 triệu thì Nếu mà tầm 30 triệu là trong khả năng của em Thì em mua nếu còn với những người như bọn tôi mà nói Thì bọn tôi định được giá Mấy cái thứ hai là đôi khi thì cũng quý anh em ấy toàn anh em ấy thì đôi khi là biết là ví dụ như là đấy là bán ra thị trường hay là bán ra như thế nọ như kia thì lấy mình không được như cái giá ý nhưng mà bán cho người ngoài hoặc bán cho người nạ thì cũng phải tầm 25 triệu nhưng mà anh em bán cho nhau thì tầm mười mấy hai mấy đấy thì thì nói chung là nói với tâm sự cho mọi người về các cái kinh doanh kinh thiết này thì nó vô cùng lắm nói tháng trời không hết tại vì toàn những kinh nghiệm tôi đã trải qua tôi thực chiến rồi quay định quay xuống kia xem có 10 cây nó có đều không nhưng chắc được 4 cây. 4 cây dọc theo cái luống kia kìa, 3 4 cây. Còn cứ để đấy các cái hàng này tôi cũng tâm sự rồi. Tâm sự với thằng quý em là kể cả thị trường mộc hương nó thế nào thì các cái cây này ví dụ như 5 năm sau, 6 năm sau, giống xanh xi si cũng vậy. Xanh xi si mà đổ đi với cả làm củi nó chỉ là những cái loại xanh xi si nói thôi. Còn có những cây 3 400 triệu, tỷ tỷ 2 cũng là xanh xi. Si. Còn đang đột biến thì tôi không biết nhưng xanh xi si là tôi đã đã biết rồi. Bây giờ có những cây mà ông anh vẫn đòi tỷ hai ở vườn kìa Còn bán được hay không thì nói thật ra là Nếu mà tỷ hai mà mà có những người người ta ấy thì có thể là 800 là cũng mất Đấy cho nên là tâm sự với mọi người như thế Còn khi mà thị trường đi xuống thì Mẹ tỷ hai xong rồi xuống còn 200 triệu người ta cũng không mua Tức là thị trường đi xuống với những các cái loại gì tôi tôi không nắm được Nhưng bây giờ nó đang tỷ hai